Xin chào, mở cửa để kiểm tra. Phiền anh chờ một chút. Mọi thứ đều bình thường. Chào bạn, mở cửa kiểm tra. Đại ca chờ một chút nhé, cháu đang đi vệ sinh. Bạn nhỏ ở nhà một mình à? Xin chào, mở cửa kiểm tra. Năm nay, sao có người nuôi cừu ở nhà vậy ta? Xin chào, mở cửa kiểm tra. Vui lòng đợi một chút. Cô đang tìm gì đó à? Xin lỗi vì đã làm phiền nhé. Chào người đẹp, xe của em đẹp quá. Thật khó chịu, tôi cũng muốn trở thành người đẹp. Bạn đang xem kênh Mây chơi game rất rất rất. Cút đi, giờ tôi không còn coi trọng anh nữa. Anh yêu, chúng ta còn phải đi mua sắm nữa. Đừng làm phiền tôi. Tôi muốn trở nên tốt hơn. Tôi cần làm sạch trước. Tôi muốn xử lý lông. Tôi cần một thân hình khỏe mạnh hơn. Thân hình khỏe mạnh, tâm trạng sẽ tốt hơn. Tôi muốn thay quần áo để bản thân tốt hơn. Thì ra tôi cũng có thể đẹp như vậy sao? Có thời gian tôi muốn nâng cao nội tâm của mình. Tôi phải là chính mình trước. Cuối cùng hãy trang điểm cho mình nào. Em yêu, em thật quyến rũ. Hãy trân trọng cuộc sống và tránh xa những kẻ không xứng đáng nhé. Hôm nay các em sẽ làm bài kiểm tra ngôn ngữ. Đừng để tôi phát hiện các em làm trò nhé. Tôi muốn đi vệ sinh. Tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Anh ấy thật sự rất đẹp trai. Tôi không thể không nhìn anh ta. Cảm giác sẽ không yêu ai nữa. Thật đơn giản. Mình chỉ cần một chút là làm xong. Bạn cũng có thể làm tiếp đề này. Tập trung rồi, làm tôi sợ chết khiếp. Buồn ngủ quá. Sao không cẩn thận ngủ rồi? Tôi nhớ thần tượng của mình rất nhiều. Tôi cần phải làm một cái gì đó để tăng thêm động lực. Đậu tình yêu cho tôi động lực. Khó quá, tôi không biết làm một câu nào. Thì ra là viết như vậy. Đói quá à. Tôi vẽ bánh để đỡ đói. Không có động lực làm bài. Tôi muốn chạm vào mô hình Dana của tôi. Như vậy sẽ không bị phát hiện đó. Tối nay kiểm tra làm tốt lắm. Các em đều rất nghiêm túc. Hôm nay tôi sẽ hẹn hò với cô gái xinh đẹp. Phải ăn mặc đẹp mới được. Đây mới là diện mạo thật của tôi. Luyện tập để đốt cháy chất béo và tăng cơ bắp. Mặt nạ để có gương mặt tỏa sáng. Nhảy dây thường xuyên để giảm cân. Cạo lông trên cơ thể nữa.
kiểu tóc này đẹp quá. Mặc đồng phục học sinh ghê ghê ngây thơ, tôi sẽ hạ gục anh ấy. Giờ thì mặc áo khoác ra vào nào. Em ngồi yên nhé. Tòa nhà này đầy quái vật, hãy để tôi giúp mọi người tránh bị phát hiện. Tôi chỉ là một con rắn nhỏ, ở nhà chờ quan chức của tôi trở về. Rượu không được uống, nhưng bia thì được nhé. Kỹ thuật trang điểm này của tôi, bạn có nghĩ tôi đùa không? Hóa ra là cô gái da trắng này, thật ngại quá đã làm phiền nhiều. Mặc dù tôi xấu xí, nhưng tôi là một nàng tiên cả tốt. Giờ thì không nhìn thấy nữa rồi. Trả tôi quyền anh. Hóa ra là một cô gái dễ thương xinh đẹp, đã làm phiền rồi. Pháp Hải đến kiểm tra rồi, tôi chỉ là một cấp ở, dạy bơi cho mọi người thôi. Màu da của tôi hơi tối thôi. Giờ tôi đã trở thành một đứa trẻ. Hóa ra là một bạn nhỏ, cháu có muốn ta dạy cháu làm bài tập về nhà không? Tôi chỉ là một cái bồn cầu thôi, tôi luôn tự dọn dẹp được. Tôi chỉ cần trở lại trạng thái, giống như bồn cầu thông thường thôi, phải không? Hóa ra không có ai ở đây. Xin chào, hãy mở cửa để kiểm tra. Họ tìm thấy tôi rất nhanh. Mọi thứ đều bình thường. Xin chào, mở cửa để kiểm tra. Sao lại kiểm tra chứ? Thật rắc rối. Mọi thứ đều bình thường. Chào bạn, mở cửa kiểm tra nhé. Kiểm tra ư, thật là rắc rối. Mọi thứ đều bình thường. Xin chào, mở cửa để kiểm tra. Được rồi, sẽ sớm thôi. Mọi thứ đều bình thường. Cứu tôi với. Nhiều chuyển phát nhanh như vậy, mở cái nào trước đây? Chuyển phát nhanh của tôi bị mất trộm nhiều lần, lần này chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng. Hãy để Cường ca ca làm hắn sợ nào. Aha, có Tiểu Cường. Hãy chọc tức hắn bằng cây xương rồng mà tôi đã trồng từ lâu. Đau quá. Hãy để hắn cảm nhận được sự tức giận của tôi vì đã mất các gói chuyển phát nhanh trong một thời gian dài. Cái gì thế này, làm tôi sợ chết khiếp. Một chút ớt, cho một chút sảng khoái nào. Vô quần xịp to, dễ thương quá. Quần này đóng quá vậy. Gối có đinh thì cứng hơn. Wow, đây là chiếc gối tâu tâu cỡ thật mà tôi yêu thích. Gối ôm này cứng quá vậy, hu hu. Bạn đang xem kênh Mây chơi game rách rách rách. Dùng xa đa câu để dọa hắn nào. Ôi, có ma. Thêm một ít cát cho bể răng luôn. Sao bánh quy lại có cát chứ? Cho hắn một đống kít nè. Đậu phụ thối này thật thối quá. Tôi không dám ăn các chuyển phát nhanh nữa đâu, hu hu. Tại sao thú cưng của người khác có thể nhận được giải thưởng chứ? Còn thú cưng của tôi chỉ có thể là món gà tezizaki. Xin chào bạn mèo nhé.
Mèo bị lạc và biến thành gà con, phải chăm nó thật tốt mới được. Mèo tốt như vậy nhất định phải tham gia nhiều cuộc thi hơn, live stream nhiều hơn để kiếm tiền. Để tớ đưa cậu đi chơi nhé. Từ nay về sau, cậu sẽ là một phần của gia đình tớ nhé. Tớ sẽ yêu thương cậu. Mèo thật sự kiếm được rất nhiều tiền. Đan cho mình nhanh nhé, cư dân mạng thích xem mèo đan len nhất. Điều tuyệt vời nhất là cậu ấy thực sự thích chơi bóng rổ. Sau giờ làm việc, hãy nhốt nó vào lồng để không bị kẻ khác lấy trộm. Cậu cảm hạnh phúc hơn khi ở nông thôn chứ? Tôi đã khắc tên mình lên đây để không sợ bị lạc. Mau lên, cậu mang theo cái này có thể đo được rồi. Thật là thất vọng, sao lại dễ bị bệnh như vậy? Đừng lo lắng, nếu cậu bị bệnh, tớ sẽ tìm cách cứu cậu. Hãy để tớ giúp cậu, chải mái tóc mềm mượt và ống à. Hãy ngoan nào, nó vẫn chưa học đủ bài phải không? Cậu thực sự nhảy rất giỏi, cậu thật tuyệt vời. Nó đã lỗi thời và vô dụng rồi. Cuối cùng chị đã tìm thấy em rồi, hãy về nhà thôi. Con gà này, sao nó phản công lại được vậy? Giả nhân đã xuất hiện trong nhà máy và có người đã bị giết. Các nhà điều tra viên gặp khó khăn trong việc tìm ra kẻ giả nhân thực sự. Tôi là Didi, các anh là Didi. Theo điều tra, giả nhân có thể dễ dàng đánh bại hàng phòng ngự. Đây là bí mật về điểm yếu của giả nhân. Tai của giả nhân sẽ to hơn khi nghe lén. Theo điều tra, giả nhân này rất nhạy cảm với âm nhạc. Cơ thể của giả nhân mềm như nhớt. Theo điều tra, giả nhân có thể sẽ đóng giả làm nạn nhân. Giả nhân sẽ chặn những thứ họ không muốn nhìn thấy, theo bản năng. Anh ơi, xin đừng bắt em đi. Bạn đang xem kênh Mây Chơi Game rất.